Chào mọi người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ đến với video upline, những cái hoạt động upline vui vẻ giống như cái trò chơi cái trong cái bộ upline F5. Thì mình sẽ update những cái video trò chơi trước, còn ảnh thì mình sẽ update sau cho mọi người, tại vì chưa có ảnh về kịp cho anh em. Thì cũng như cái S5 thì những cái video này sẽ gửi đến cộng đồng những cái động lực để chúng ta tiếp nối trên con đường chơi game, cũng như là mong các server khác cũng sẽ có những cái buổi offline giao lưu vui vẻ vậy, để cho cái cộng đồng chơi game Võ Lâm sẽ được náo nhiệt. Và quan trọng là chúng ta chơi game dù như thế nào đi nữa thì mình mong một server sẽ luôn đoàn kết, thì một mình chúng ta chơi game không thể nào làm nên gì khi mà thiếu những người anh em. Thì mình mong sẽ thông điệp này sẽ truyền tải đến tất cả cái server, và xin cảm ơn mọi người. Thì mời các bạn cùng theo dõi những cái đoạn upline video tiếp theo nha. Mọi người quay xuống dưới giùm em, quay xuống dưới.
Ờ, quay mặt xuống dưới em nha, tất cả mọi người quay mặt xuống dưới. Rồi, ở đây trò chơi rất là đơn giản mọi người. Ở đây có tổng cộng là 20 câu hỏi. Rồi mọi người, em xin mọi người 3 phút nha, 1 phút. Ở đây có tổng cộng là 20 câu hỏi. 20 câu hỏi này sau khi ban tổ chức đọc câu hỏi xong, ai cảm thấy mình biết câu trả lời ngay lập tức giơ tay lên. Khán giả sẽ ngồi lựa chọn ai là người được quyền trả lời. Nếu như có 10 người tập trung nhau trả lời đúng sẽ mọi người sẽ ngay lập tức là 45 phần quà của ban tổ chức. Trả lời sai đi dạ sai mọi người sẽ nhận được lượt tay rất lớn từ anh Long hoặc là anh Dương. Mọi người muốn ai là hỏi đầu tiên nào mọi người? Bây giờ anh Long hỏi là Hiếu hỏi mọi người. Ai muốn anh Hiếu chọn hỏi? Vỗ tay lớn mọi người. Hiện tại là 3 người giơ tay, có ai có câu trả lời khác không ạ? Xin mời chị Lép. Mời chị Lép bước lên sân khấu, mời chị Lép bước lên sân khấu. Anh Hiếu đứng sau lưng chị Lép mềm các anh Hiếu ơi. 4.294 4.300 mấy. Em xin trân trọng cái mời anh Ed lên sân khấu. 4.300 mấy rồi. 4.316 4.316 đúng rồi, đúng rồi. 4.312 Rồi 4 người mời 4 người bước lên sân khấu. Rồi em xin trân trọng mời anh Long và anh Hiếu. Hai bạn rồi anh Long tự chọn và anh Hiếu tự chọn. Câu trả lời chính xác của ban tổ chức hiện tại là 4.374. Không ai trả lời đúng, xin lỗi mọi người. 4.300 Hiện tại là 3 người giơ tay, có ai có câu trả lời khác không ạ? Xin mời chị Lép. Mời chị Lép bước lên sân khấu, mời chị Lép bước lên sân khấu. Anh Hiếu đứng sau lưng chị Lép mềm các anh Hiếu ơi. 4.294 4.300 mấy. Em xin trân trọng cái mời anh Ed lên sân khấu. 4.300 mấy rồi. 4.316 4.316 đúng rồi, đúng rồi. 4.312 Rồi 4 người mời 4 người bước lên sân khấu. Rồi em xin trân trọng cái mời anh Long và anh Hiếu. Hai bạn rồi anh Long tự chọn và anh Hiếu tự chọn. Câu trả lời chính xác của ban tổ chức hiện tại là 4.374 Không ai trả lời đúng, xin lỗi mọi người.
còn anh Gia Vết thì chỉ còn có 10 bình thôi anh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.